Sao xưa rồi. Để sao đây? Tôi không xong gì nên đọc chích. Ôi trường hãy đâu. Được rồi. Em biết. Thôi chết rồi. Nhìn nè. Trong cơ thể ngươi là tia chớp vàng sức mạnh nó sẽ hiện ra. Tôi hiểu rồi. Rồi cho tôi chưa về được thế giới không? Ok. Gì vậy? Mày mạnh quá. Cậu ấy bị vết thương khá nặng.
gia đình phải nhớ giúp cô ấy nha. Không, không đi kem. Đi kem mẹ ngọt. Ăn ngọt quá. Nãy qua nãy em chơi chiêu tích 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 ngay bụng đó mà. Không bụng luôn. Thôi là chơi chó đó. Chết rồi sao? Chết rồi, đi đai rồi. À. Em là bạn có bắn không? Bài đó. Không, bắn trên kìa. Ngủ. Có đạn nè. Ngủ đừng. Vậy không có đạn bắn được không? Ờ, được. Hiện tại em thấy trên tay tao không có gì hết, kể cả là một cái viên đạn luôn. Đây. Ở trong này có viên đạn. Giờ sau khi đây, con sao được bà nó chết chưa? Chết rồi. Bữa em thấy nó cho con sống mà nó lấu em đó. Nó mới nó giết tao. Tao hồi sinh. Nó giết tao, tao hồi sinh. Tao hết cỡ quá, tao nạp năng lượng, tao quất nó lên. Ủa bữa em còn giết nó nói mà. Nhưng tao còn mạnh hơn. Giờ cấp 1 đó, cấp 1 server. Trong có sự hay lắm này. Này tiếng này người. Ê, gì vậy ba? Hả? Tào lao. Tào lao gì? Tôi bắn chết con anh cỡ ông đó nha. Ờ, mày có hạng ba. Thằng nào hạng ba? À, tao nói mày đừng có bất ngờ nha. Bạn tao. Sao anh hả? Năm. Tại tao biết của tao kẹp con cá. Giờ nó bất tử mà. Đâu có ai giết được nó đâu. Tổ. Ai? À. Mà chiều sang ra nó chỉ nằm trong hương thôi. Không, còn đứa nữa. Ai? Em. Sợ bạn tao mà không dám. Không mày dám giết hả? Tao bắn chết em mà. Chết miệng nè. Em. Bạn tao mà mày dám giết hả? Em chưa đập chết nó. Nghĩa tao đập chưa chết nha. Đập nó đi. Tao đập mày chứ. Tên là lỡ. Tên là lỡ kìa. Gì? Đứng dậy. Đứng dậy. Đấu ta chẳng tao. Đấu làm gì? Để so tài ai là người có sức mạnh lỡ mạnh hơn. Yeah.
Mày đi chụp được. Mày thì nâng cao hả đi chỗ ba. Dẫn tỉnh chi tâm. Nhất tiễn thiên tâm, một chiêu hạ địch. Từng lửa à? Sống nha. Ông dính con đang khủng hết phim hoài. Hết tập này rồi.
Ủa mấy cô con hết phim rồi. Ai ai xem nữa, dẹp con đi. À xin lỗi, em đi nấu với 2 lần con rồi. Trời ơi, em con gì đó. Em nấu với một con tên là Ma Đậu Chù. Làm gì cha nói. Em lấy con cái hàng chơi chơi bài, em lột con áo nè, nó về luôn rồi. Ơi ơi ơi, em lấy máy chơi game bài. Chú em chơi game. No, bị giật cái máy nó không được chơi game. Đu đi. Cô đã xuống địa ngục đi chơi. Kết thúc video nha. Không, chưa mà. Có phút cái đi, pháp sư. Cũng được 20 phút rồi. Còn thôi, pháp sư ơi. Có chuyện rồi. Yeah.
cái Facebook của mày bị hack hả? Bởi à, để tao hack lại. Không. Tao mày đi ra hack. Không. Mày là có con mới. Nó chính là anh trai của cặp chim cát. Cặp chim cát đã khuyên nhăn nó rồi mà nó vẫn còn làm. Thằng nào mà tới hack gồng để tao hack Facebook nó. Không. Nó liên quan tới chiến đấu. Nó tên là nó là kẻ hồ. Kẻ hồ phải đánh nó chứ. Ủa mình thử nó mà. Chưa. Rồi thử vô tên Kim City này đi. Em quên. Khoan. Chó. Con một con này là Ship. Em Mickey Mia. Ship là một YouTuber. Gì vậy mày? Thôi lộn. Ship là một con cừu. Wow, chị biết nó là con cừu. Nhầm. Em nhầm không? Nó không biết ship. Cả tuần ship. Ok, để tao ghi chữ cả. Cáp tôm tiếp rồi ghi rồi kỳ dịch mà sẽ biết nó ngại gì hơn. Hai Wikipedia tao chưa, tao mà đang dịch cái chữ hai Wikipedia thì Google biết là nó là một con cừu. Cừu gì? Có hoạt hình đúng mà. Cầu quẹt hình. Trời. Cầu quỷ mà. Để tao hack Facebook nha. Ê, mày nói thật không? Không tao hack á. Mọi người, mình giải lan cho mình đây. Tạm biệt anh em.